Xin chào các bạn, mình là Phạm Quốc Thiên. Hôm nay chúng ta sẽ học phần âm và phần ác. Các bạn hãy nhớ đăng ký để ủng hộ con của mình nhé. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục phần có âm chính và âm cuối. Và âm cuối bắt kết thúc bằng âm M và âm P, đúng không? VP này. Bây giờ con đọc cho mẹ nào. Âm chính mà âm cuối đọc nào. A A M A A M gì? A M Am. Đọc lại nào. Am A M Am Am. Rồi A là âm chính, B là âm cuối. Đọc A B A A Am A M Am 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 bờ áp áp. Đọc lại nào con. Am áp. Con nhớ chưa? Rồi. Không được cái hai cái từ này rất dễ nhầm lẫn này. Am áp không được lẫn lộn với nhau nha. Đọc lại lần nữa cho nhớ nào. Am áp. Rồi con đánh vần cho mẹ nào. Nhờ am nhem nhem nhờ áp nhát nhát sắt nhát nhem nhát. Đúng rồi. Tờ am tam tam sắt tác tam huyền toàn toàn tờ am tam tam nát tác tam tác. Đúng rồi. Tờ áp tác tác nát tạp tạp nhờ am nham tác nham tạp nham tạp nham. Ừ, đọc lại lần nữa nào. Nham nháp nham nháp nham nháp tam tạm tam tạm tam tạm tạp nham tạp nham tạp nham. Đúng rồi. Bây giờ mẹ giải thích nghĩa nhá của ba từ này nhá. Nham nháp là gì? Nham nháp đây là tạm tạm, đây là hai từ lấy này. Từ lấy nó thể hiện một cái gì đó chưa hoàn chỉnh, một cái bản nào đó nham nháp ra, nó chưa phải là hoàn chỉnh, một cái gì đó nó tạm tạm thôi, nó chưa đúng, nó chưa hẳn là đã hoàn thiện hoàn chỉnh. Tất cả đều đang là gọi là vừa đủ, đúng không? Nó còn dở dang dang, nhưng mà tạm tạm rồi, đúng không? Thế mẹ chỉ có thể giải thích như vậy được thôi. Thế còn cái từ tạp nham là gì? Là sự lộn xộn lẫn lộn nhiều những thứ linh tinh vào với nhau trong cùng một cái vấn đề nào đó, nó tạp nham lẫn lộn nhiều thứ, người ta gọi là tạp nham nhá. Rồi con đọc tiếp cho mẹ các từ mới nào. Xe đạp đúng rồi. Bọ cạp quả cam thợ áp tháp sắt tháp chờ áp chạm huyền chạm tháp chạm là gì con? Là một cái tháp của cổ của người dân tộc Chăm nhá, là nơi thờ cúng của người dân tộc Chăm, là một nét văn hóa của người dân tộc, không phải là của người Kinh mình. Con đọc cho mẹ tiếp nào. Ram. Rồi đọc tiếp cho mẹ nào. Nam. Đúng rồi. Nam nữ. Đọc lại nào. Ram ráp. À, ở đây có hai từ, một cái là ram ráp này, mình đọc theo cách truyền thống hoặc là mình đọc là ram ráp, vì cái âm r này phát âm là hơi gió, nó cũng giống như là giờ, nó có ba âm r phát âm đều là giờ, đó là giờ đờ này, giờ di và giờ r, đúng không? Giam giáp, giam hãm, thế con thấy hai từ đều đọc là giam, đúng không? Giam. Một cái là giam giáp, một cái là giam hãm đó. Thế vì sao cái từ giam này mình lại dùng là giờ r này, mà sao cái từ giam này mình lại dùng là giờ di? Giờ kép. Giờ di, không phải giờ kép. Vì sao con có hiểu không?
Một cái là giam giáp là gì đây? Một cái sần sùi nó không được nhẵn thì người ta gọi là giam giáp, là hoặc là cái bàn cái ghế này nó giam giáp quá. Thế thì là mình dùng r này. Còn giam hãm là một cái hình thức gì? Giam cầm, bắt người khác quên là gì này? Bắt một người đó là giam giữ ở trong một cái phòng nào đó, giam giữ cầm hãm của người ta, giam giữ giam cầm hãm ở họ ở trong một cái địa điểm, một cái vị trí nào đó, giam cầm người đó thì mình dùng cái từ RG nhá. Còn tiếp theo cái từ con đọc cho mẹ này, lam lũ. Lam lũ. Lam lũ. Lam lũ. Đọc lại nào. Lam lũ. Nam lũ. Nữ. Nam nữ. Nam nữ. Nam nữ. À, một cái từ là hai từ này đều đọc là nam và nam. Lam. Nam và nam. Hai từ đều là hai từ đồng. Đồng âm hát nghĩa. Đúng rồi. Một cái là vì sao dùng l cao này, một cái dùng l thấp. Nam nữ là giới tính đúng không? Nên thể hiện là một bạn trai, bạn gái thì là nam nữ là giới tính của con người đúng không? Thì gọi là bạn trai, như con là con trai thì gọi là bạn nam đúng không? Nam nữ thì mình dùng n thấp này nhá. Còn vì sao cái nam này mình dùng l cao này? Lam lũ là thể hiện cái sự vất vả cực nhọc của một cái người nào đó, họ làm việc một cách mệt mỏi, lam lũ khổ sở thì mình dùng cái l này nhá. Con hiểu không? Rồi bây giờ mình sẽ đọc một cái đoạn văn nhá. Đoạn văn là đọc cho mẹ nào. Nhớ. Nào đọc đi con. Nhớ sắt nhớ. Nhớ bà. Ừ, đoạn văn này nói về cái gì con? Nhớ bà. Đúng rồi, nhớ bà là cháu nhớ bà đúng không? Con đọc cho mẹ nè. Bà vẫn ở quê. Bà vẫn ở quê. Bé rất nhớ bà. Bé rất nhớ bà. Bé nhớ có lần bà bị cảm. Bé nhớ có lần bà bị cảm. Ba ra trạm xá nhờ cô y tá về khám. Ba ra ra y trạm. Trạm. Trạm gì? Con nhìn được chữ đây là chữ gì? Trạm gì con? Xá. Đúng rồi. Nhờ. Nhờ. Cô y tế. Y gì? Tá. Về. Về xem. Về xem à? Đây là chữ xem à? À không. Con nhìn xem có phải chữ xem không? Con đánh vần chữ này cho mẹ. Khám. Khám sắc khám. Khám. Đọc lại nào. Ba ra trạm xá nhờ cô y tá về khám. Ba ra trạm xá nhờ cô y tá về khám. Bà đã già, mắt đã lòa. Bà đã già, mắt đã lòa. Thế mà đan lát cạp rổ cạp giá. Thế mà đan lát cạp rổ cạp giá. Bà tự làm cả. Bà tự làm cả. Bà vẫn rất ham làm. Bà vẫn rất ham làm. Đọc lại lần nữa nào. Nhớ bà. Bà vẫn ở quê, bé rất nhớ bà. Bà vẫn ở quê, bé rất nhớ bà. Bé nhớ có lần bà bị cảm. Bé nhớ có lần bà bị cảm. Ba ra trạm xá nhờ cô y tá về khám. Ba ra trạm xá nhờ cô y tá về khám. Bà đã già, mắt đã lòa. Bà đã già, mắt đã lòa. Thế mà đan nát cạp rổ cạp giá, bà tự làm cả. Thế mà đan nát đan cạp
cạp dỗ, cạp ra bà tư nợ nợ am nam nam người làm nam trả làm gì cả đúng rồi bà vẫn rất ham làm bà vẫn rất ham làm à, đây là một đoạn văn nói về bị em nhớ bé bà. Nhớ nhớ bà. Bà đúng không bà là người như thế nào nhỉ đã bà. Gì đi đã già đúng rồi nhưng mà làm sao rất là không hề nhỉ đúng rồi bà rất là chịu khó ham làm đúng không mắt mặc dù là mắt đã lòa nhìn kém nhưng mà vẫn đan nát rất là giỏi đúng không bây giờ con tìm cho mẹ bán hàng để mà kiếm tiền để mà mua thức ăn để mình ăn đúng rồi con tìm cho mẹ các từ có phần am và áp cho mẹ nào đọc cho mẹ nào rồi mẹ tìm giúp con đây từ này con đọc cho mẹ nào đọc đi con có ăn can can hỏi cả cảm bị cảm bị cảm đây nữa bà bị cảm bà bị cảm rồi tiếp ở đây cứ đọc từ trên xuống con rờ chờ 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 ăn chan chan ăn chạm 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 xá. Xá chạm xá là gì con là nơi ở bác sĩ khám chữa bệnh cho bà cho mọi người đúng rồi tiếp từ này con khờ an khan hay khờ gì khờ an khan khờ am khờ an khan khám sắc khám 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 này là trong từ khám bệnh nha vâng rồi tiếp theo còn từ gì nữa không nhỉ đây 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 từ đây đọc cho mẹ nào có áp cáp cáp cạp 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 gì cạp gì con cạp gì nào con Anh Thuận rỗ 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 cạp rỗ đúng rồi cạp rỗ cạp cạp rỗ cạp gì rỗ a ra ra huyền ra bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa để mình nhớ bài con nhá đọc cho mẹ nào a gì a bờ áp áp nham nhác nham nhác tàm tạm tàm tạm tạp nham tạp nham nham nhác nham nhác tàm tạm tàm tạm tạp nham tạp nham xe đạp bọ cạp quả cam tháp chàm tháp chàm ram ráp ram ráp ram hãm ram hãm lam lũ nam nữ nam nữ đúng rồi ở đây có dưới cái bài văn này có hai cái câu thành ngữ nên mình chưa học này con đọc cho mẹ nào giờ am giam giam áo đúng rồi giam sắp giám giám ngờ ngờ y nghi nghi ngờ nghĩ nghĩ giam nghĩ dám nghĩ dám nghĩ giờ an giam giam sắt giám giám nợ am nam nam sắt nám đây cũng là sắt nợ am nam nam người làm dám nghĩ dám làm dám nghĩ dám làm là gì là người rất là quả quyết họ nghĩ ra một điều gì đó thì họ làm đúng không họ chắc chắn là họ sẽ làm họ dám nghĩ ra họ dám suy nghĩ họ đặt một mục tiêu nào đó và họ dám thực hiện cái mục tiêu của mình đề ra mặc dù nó rất là khó khăn chắc trở đúng không tiếp nữa còn một cái câu này nào đọc cho mẹ nào đậu, đu hỏi đủ đủ thử thử thư thư đúng rồi thư sắc thứ thứ đủ thứ nhờ am nham đủ thứ tạp nham đủ thứ tạp nham đọc lại đủ thứ tạp nham được rồi nay mình kết thúc bài đây nha xin chào các bạn hẹn lại trong các bạn trên video tiếp theo.